Ba dân cử gốc Việt tuyên thệ nhậm chức ở Quốc hội California hôm thứ Hai 5 tháng 12 sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm nay. Bà Janet Nguyễn, người Cộng hòa ở vùng Little Sài Gòn, lần thứ nhì đắc cử chức thượng nghị sĩ California sau lần đầu tiên cách đây 8 năm. Trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vừa qua, bà thắng đối thủ thuộc đảng Dân Chủ là bà Kim Carr ở địa hạt 36, địa hạt mới. Địa hạt 36 gồm các cộng đồng nằm sát bờ biển, từ ranh giới Orange County và Los Angeles County, chạy xuống tận ranh giới San Diego County, và đặc biệt bao gồm toàn bộ vùng Little Sài Gòn, nơi có cộng đồng người Việt lớn nhất hải ngoại. Ngay sau lễ nhậm chức, tân thượng nghị sĩ Janet bắt tay vào công việc mới. Tại văn phòng của bà ở Quốc hội, tân thượng nghị sĩ Janet cho nhóm phóng viên nhật báo người Việt hay, ưu tiên trước mắt của bà là giảm thuế xăng, giảm tiền thuê nhà và bảo vệ ngành nail. Muốn là năm nay là mình cộng đồng mình cũng biết là kinh tế chắc là xuống, mình phải đem lại. Bữa nay Janet mới đưa qua một cái bill để giảm xuống thuế của xăng cho tiểu bang Cali, và mình phải giúp cho các cộng đồng và cư dân của Cali với lại địa hạt 36 giảm xuống được cái rent thuế mướn nhà hay là mua nhà. Và chung với đó mình phải bảo vệ ngành nail cho cộng đồng chúng ta. Và tại ngành nail là 80% ngành nail là 80% của ngành nail là người Mỹ gốc Việt, trong thợ và chủ. Mình phải tiếp tục làm xong việc SB 8-5 để cho cái giảng dạy về chiến tranh Việt Nam hoàn toàn có cái tiếng nói của các vị chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa và các vị đi diệt biên như gia đình của Janet và ba của Janet, một người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, vân vân. Và sau mình mong được là mình có rất là nhiều việc mình muốn đem lại: văn phòng phục vụ cộng đồng, hỗ trợ miễn phí, hỗ trợ y tế, vân vân. Và mình sẽ tiếp tục bảo vệ cho cư dân của địa hạt 36 và cộng đồng chúng ta và cho tương lai của con em chúng ta. Cũng hôm thứ Hai, ở Hạ viện California, bà Stephanie Nguyễn nhậm chức dân biểu tiểu bang đại diện địa hạt 10 ở Bắc California sau khi vượt qua ứng cử viên cùng đảng Dân Chủ là ông Eric Guerra. Bà Stephanie là dân cử gốc Việt đầu tiên ở thủ phủ Sacramento thắng cử dân biểu tiểu bang. Bà cũng là nhà lập pháp gốc Việt đầu tiên ở California thuộc đảng Dân Chủ. Ở chức vụ này, bà Stephanie cho biết sẽ tập trung vào cộng đồng người Việt và gốc Á Thái Bình Dương. Bà Stephanie nói bà sẽ dốc toàn lực xem xét vấn đề an toàn công cộng, đặc biệt là sau vụ thù ghét người gốc Á, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ bị ảnh hưởng do đại dịch COVID-19 và nền kinh tế, giải quyết tình trạng vô gia cư và giúp cư dân mua nhà với giá vừa phải. Cũng ở Hạ viện California, ông Trí Tạ, thành viên đảng Cộng Hòa, tuyên thệ nhậm chức dân biểu tiểu bang đại diện địa hạt 70 sau khi thắng ứng cử viên Dân Chủ là bà Deirdre Thu Hà Nguyễn, phó thị trưởng Garden Grove. Trả lời phỏng vấn của nhóm phóng viên nhật báo người Việt bên ngoài Quốc hội trước lễ tuyên thệ, ông Trí cho biết trong cương vị mới, ông sẽ tiếp tục cố gắng cải thiện đời sống người dân như giải quyết vấn đề vô gia cư và tạo ra chương trình phúc lợi cho người cao niên. Trong 2 năm tới, chúng tôi sẽ cùng đồng hành với lại cư dân trong địa hạt 70 để đưa ra những chính sách cải thiện đời sống của người dân, đưa ra những chính sách để mà giải quyết những vấn đề như là vô gia cư, sẽ đưa ra những cái chương trình phúc lợi để ủng hộ cho quý vị cao niên, sẽ đưa ra những cái chính sách thích hợp cho sự phát triển. Chúng tôi sẽ đề nghị để mà bỏ đi những luật lệ rườm rà. Chúng ta biết được có rất nhiều những cái luật không cần thiết đã khiến cho các giới tiểu thương, các chủ cơ sở thương mại gặp khó khăn rất nhiều trong thời gian qua. Thưa tất cả quý vị, những luật lệ đó cần được sửa đổi, thưa quý vị, và chúng tôi lúc nào cũng cần cái sự đồng hành của quý vị để chúng ta tiếp tục, chúng ta đưa ra những chính sách, những chương trình hỗ trợ cho cư dân đơn vị 70 cũng như là cư dân đang sinh sống tại địa bàn California. Bà Janet Nguyễn tranh cử chức thượng nghị sĩ tiểu bang địa hạt 36 khi đang là dân biểu tiểu bang địa hạt 72. Bà thắng chức dân biểu California năm 2020 với nhiệm kỳ 2 năm.
Trước đó, năm 2014, bà đắc cử chức Thượng nghị sĩ California đại diện địa hạt 34 và trở thành phụ nữ đầu tiên đại diện địa hạt này, là người Việt Nam đầu tiên trong lịch sử được bầu vào Thượng viện tiểu bang và là dân cử gốc Việt cao cấp nhất tại California lúc đó. Năm 2018, bà tái tranh cử chức Thượng nghị sĩ California nhưng không thành công. Trước năm 2014, bà cũng là người Việt Nam và là người gốc Á Châu đầu tiên được bầu vào Hội đồng Giám sát Orange County đại diện địa hạt 1. Trước đó nữa, bà được bầu vào Hội đồng thành phố Garden Grove, trở thành phụ nữ gốc Việt đầu tiên giữ chức vụ này. Bà Janet là thuyền nhân Việt Nam, đến Mỹ năm 1981. Trước khi tranh cử chức dân biểu tiểu bang, bà Stephanie là nghị viên thành phố Elk Grove thuộc Sacramento County. Bà là phụ nữ gốc Á Châu đầu tiên được bầu vào Hội đồng thành phố này vào năm 2018. Bà Stephanie sinh ra ở Hoa Kỳ một vài năm sau khi gia đình bà sang tị nạn năm 1975. Dù sinh trưởng ở Mỹ, nhưng bà luôn khao khát gìn giữ gốc Việt của mình bằng cách tham gia nhiều hoạt động cộng đồng và cũng vận động cho nhiều sự kiện văn hóa kết nối đồng hương ở Sacramento. Hơn 10 năm trước, bà Stephanie là người đóng vai trò quan trọng trong việc thành lập Little Saigon ở thủ phủ Sacramento. Ông Chí Tạ ứng cử dân biểu tiểu bang khi đang là thị trưởng Westminster. Ông từng đắc cử nghị viên Westminster năm 2006 và tái đắc cử chức vụ này năm 2010. Năm 2012, ông ứng cử chức thị trưởng và đắc cử. Sau đó, ông tái đắc cử thị trưởng năm 2014, 2016 và 2018. Ngoài ra, năm 2018, ông Trí Tạ được bổ nhiệm ủy viên đặc khu thủy cục Orange County, địa hạt 4. Năm 2020, ông tranh cử chức vụ này và đắc cử với nhiệm kỳ 4 năm. Trước đó, ông từng là chủ tịch cộng đồng Việt Nam California, từng hoạt động trong Tổng hội sinh viên Việt Nam miền Nam California và từng viết báo. Ông Trí Tạ sinh tại Sài Gòn, đến Mỹ năm 1992. Ông tốt nghiệp cử nhân ngành chính trị học năm 1997 và hoàn thành một số lớp theo yêu cầu của chương trình cao học quan hệ quốc tế. Với sự góp mặt của bà Janet, bà Stephanie và ông Trí, đây là lần đầu tiên Quốc hội California có tới 3 nhà lập pháp gốc Việt, lần đầu tiên có 2 dân biểu gốc Việt và lần đầu tiên có người gốc Việt ở cả Thượng viện lẫn Hạ viện.